Và trong chương trình ngày hôm nay, cùng tham gia chương trình ngoài các chuyên gia dinh dưỡng, chúng tôi còn đón tới trường quay một nhân vật vô cùng đặc biệt. Một người đã từng bị rất nhiều bệnh tật ghé thăm, sau đó lại sai lầm sử dụng thuốc giảm cân, khiến các vấn đề về sức khỏe của mình thêm trầm trọng. Thế nhưng sau tất cả thì chị đã dám thay đổi mình để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng khoa vi chất Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào MC Mỹ Linh và xin chào các quý vị khán giả. Xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Thu Lan, nhân viên văn phòng 48 tuổi tại Hà Nội. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và xin kính chào MC Mỹ Linh. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn để biết thêm thông tin về chuyên gia cũng như nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng khoa vi chất dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng. Năm 1994, bà tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Năm 2003, bà tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành y tế công cộng tại trường Y tế công cộng và khoa học y tế, Đại học Massachusetts Amherst, Hoa Kỳ. Năm 2008, bà hoàn thành chứng chỉ lấy bằng tiến sĩ tại khoa dinh dưỡng Đại học Massachusetts Amherst, Hoa Kỳ. Năm 2020, bà nhận bằng tiến sĩ dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Với 26 năm công tác tại Viện Dinh dưỡng, tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Vân đã có hàng chục nghiên cứu về dinh dưỡng được công bố đăng tải trên báo và tạp chí quốc tế. Tham gia xây dựng Nghị định 09/2016 NDCP của Chính phủ Việt Nam về bắt buộc bổ sung vi chất dinh dưỡng tại Việt Nam. Tham gia các dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, chiến lược quốc gia về bổ sung thực phẩm do gen tài trợ, khởi động quốc gia về kiểm soát bệnh thiếu máu do quỹ gen Bill Gates tài trợ, nghiên cứu về tình trạng vi chất dinh dưỡng của người Việt Nam, thiết kế và thực hiện các chiến dịch truyền thông về dinh dưỡng ở cấp quốc gia, theo dõi và đánh giá các chương trình giáo dục dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Thu Lan, 48 tuổi, tham gia cuộc thi khi cân nặng là 63,9 kg, nay chỉ còn 54,9 kg, chị giảm được 9 kg cân nặng. Cơ thể nay đã cân đối, những bệnh mãn tính được cải thiện hơn cả mong đợi. Thế nhưng, hành trình trước khi đến với cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn, ít ai biết được những nỗi niềm tưởng chừng như bế tắc của chị. Có lẽ là cho đến bây giờ nó phải tầm khoảng 20 năm rồi. Và mình cũng đã cũng nhiều biện pháp để mình giảm cân. Mình cũng đã cố gắng rất là nhiều cách, kể cả ăn uống rồi tập luyện. Và mình cũng không có được cái hiệu quả như mong muốn. Và vừa rồi thì mình cũng đã có những cái mà cái gánh nặng về bệnh tật. Là thứ nhất là mình đau lưng. Cái thứ hai nữa là cái mà mình có bị vào cái huyết áp và một số các cái bệnh khác như gan nhiễm mỡ. Làm cho cái cơ thể mình rất là mệt mỏi. Đến lúc mà mình thấy cái gánh nặng sức khỏe nó đến với mình vào cái thời điểm này thì mình cũng thấy nó cũng khá là sớm, nên là mình quyết tâm mình giảm cân. Quý vị, qua clip ngắn vừa rồi, chúng ta có thể thấy là rất bất ngờ khi ở độ tuổi của chị Lan lại có thể quyết tâm giảm tới 10 kg. Và hình ảnh của chị ở trong clip mà chúng ta vừa xem với hình ảnh của chị hiện tại thì có rất là nhiều điểm khác biệt. Không biết là chị Lan có thể chia sẻ về câu chuyện đặc biệt của mình được không ạ? Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Thu Lan, 48 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Hôm nay thì thực sự là tôi rất là bất ngờ khi được tham gia cái chương trình dinh dưỡng khoa học. Hôm nay thì tôi cũng đến với chương trình thì tôi cũng muốn là lan tỏa được những cái năng lượng mà tôi đã nhận được trong cái thời gian qua. Và rất là mong muốn là sau cái chương trình này thì nhiều người có mong muốn giảm cân, có những cái góc nhìn được nhẹ nhàng hơn đối với các cái chế độ mà thay đổi dinh dưỡng và vận động hợp lý để có được sức khỏe tốt hơn và có thể khỏe và đẹp hơn mỗi ngày. Vâng ạ, được biết là chị Lan đã từng gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe như là thoái hóa đốt sống lưng này, tăng huyết áp hay là mỡ máu. Vậy chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả về hành trình để có được sức khỏe như hiện tại được không ạ? Cảm ơn MC Mỹ Linh. Mình thì cái tình trạng mà thừa cân của mình ấy, có lẽ là nó theo mình khoảng hơn 20 năm rồi, và mình cũng đã được bác sĩ khuyến cáo mình rất nhiều về cái việc mà thừa cân nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái xương khớp của mình. Mình đã bị đau lưng có lẽ là cũng phải đến 20 năm rồi, và có những cái giai đoạn mà mình không thể ngồi làm việc được liên tục 3 đến 4 tiếng. Và gần đây nhất là sau một cái đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của cơ quan thì mình có phát hiện ra thêm một số cái bệnh như là mỡ máu, rồi gan nhiễm mỡ và huyết áp cao. Đặc biệt là huyết áp cao thì sau khi mà phát hiện ra cái tình trạng bệnh thì là mình đã phải uống thuốc đều đặn hàng ngày và hơn 2 năm rồi. Thế chính vì cái thực ra thì bác sĩ cũng đã khuyến cáo mình, nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng là cái việc thừa cân đối với mình nó lại mang đến cho mình nhiều cái gánh nặng bệnh tật như thế. Nên là mình đã tìm đến rất là nhiều cái biện pháp để giảm cân, từ cái việc mà nhịn ăn, hoặc là sử dụng cái phương pháp mà không bỏ tinh bột và đường, rồi cả những cái phương pháp detox mà uống đến 7-8 lít nước một ngày. Thì những cái phương pháp giảm cân đó là những cái phương pháp thực sự là mình thấy đến bây giờ mình nhận thấy là phương pháp nó hoàn toàn là không khoa học và gây những hiệu quả cũng tương đối là đáng buồn đối với mình. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của chị Lan. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì như đã giới thiệu ở đầu chương trình, chúng tôi còn mời đến trường quay một vị chuyên gia về dinh dưỡng, đó là tiến sĩ Trần Khánh Vân ạ. Vâng, thưa tiến sĩ, qua những chia sẻ của chị Lan cũng như là clip chúng ta vừa xem ở đầu chương trình thì tiến sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng sức khỏe của chị Lan trong thời gian trước, cũng như là có thể chia sẻ rõ hơn về những cái yếu tố dư cân nặng sẽ gây hệ lụy gì cho sức khỏe nếu chúng ta bị dư cân nặng trong một thời gian quá dài ạ? Vâng. Đầu tiên thì phải xin chúc mừng vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay đã có một cái giảm cân và để đạt được cái trạng thái sức khỏe tốt hơn so với lại trước đây. Thế thì thực ra là béo phì là một trong những cái bệnh mà nó có liên quan chặt chẽ đến dinh dưỡng và lối sống. Cái lối sống đầu tiên phải nói đến vấn đề dinh dưỡng, thì chúng ta đều biết là khi cơ thể chỉ đạt được cái trạng thái cân nặng ổn định nếu như là cái năng lượng chúng ta ăn vào, thu nạp vào và năng lượng tiêu hao đi là cân bằng nhau. Nếu như năng lượng ăn vào mà nhiều hơn so với năng lượng tiêu hao đi thì lúc đó bắt đầu tích lũy cân nặng và sẽ lâu dần sẽ dẫn tới béo phì. Thế cân nặng ăn vào, cái năng lượng ăn vào ấy thì chủ yếu chúng ta là qua con đường thức ăn, còn cái năng lượng tiêu hao đi thì có thể là qua lao động này, cho cái năng lượng cho tiêu hóa thức ăn và năng lượng cho chuyển hóa cơ bản. Chuyển hóa cơ bản tức là cho các cái bộ phận như là tim, phổi rồi các cái bộ phận trong cơ thể hoạt động. Thì đấy là cái năng lượng tiêu hao đi. Thế thì chúng ta nếu như là hai cái yếu tố này không cân bằng nhau thì sẽ dẫn tới các hệ lụy nhất định. Thế thì đầu tiên nếu như là ăn thừa thì chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta chỉ ăn thừa khoảng 30 kilocalo một ngày thôi, tức là số lượng vô cùng nhỏ, nhưng nếu tích lũy trong thời gian dài thì nó sẽ trở nên là thừa cân béo phì. Và chỉ cần cái số lượng như vậy thôi đã có thể gây ra thừa cân béo phì nếu như trải qua một cái giai đoạn rất dài. Để cho dễ hình dung thì chúng ta có thể biết rằng là một bát cơm mà chúng ta ăn, bát cơm bình thường sới vừa vừa, miệng bát cơm là nó đã cung cấp từ khoảng 300 kilocalo thôi rồi. Thế còn một miếng phô mai là 67 kilocalo, một miếng phô mai con bò cưới là 67 kilocalo. Như vậy là 30 kilocalo thừa là nó một cái số lượng rất nhỏ so với lại cái lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào. Nhưng nếu như là cái năng lượng mà chúng ta tiêu hao đi là chúng ta vận động, chúng ta có cái cuộc sống, có tập luyện, có cái lối sống năng động tích cực thì cái năng lượng ăn vào và tiêu hao nó vẫn cân bằng. Thế nhưng trong một cái quá trình dài như thế, và cô Lan cô nói là tới 20 năm cô ấy có cái tình trạng thừa cân béo phì, và thừa cân béo phì nó lại là một cái quá trình luẩn quẩn. Có nghĩa là đầu tiên thì chúng ta ăn thừa với số lượng ít, tích lũy lâu dần thì chúng ta thành thừa cân béo phì. Nhưng khi đã thừa cân béo phì rồi thì cơ thể lại đòi hỏi một lượng chúng ta ăn vào để đáp ứng cho cái số cân nặng mà chúng ta hiện có. Cho nên chúng ta lại phải ăn nhiều hơn tương ứng với cái lúc đó. Với cơ thể lúc đó nếu chúng ta ăn ít đi thì lại có cảm giác đói. Cho nên là chúng ta cứ ăn nhiều lên và cứ tích lũy năng lượng như vậy, tích lũy cân nặng như vậy. Thế và như vậy thì nó sẽ dẫn tới các cái hậu quả mà cô Lan cô cũng đã từng trải qua. Ngoài ra thì khách mời ở đây thì đã chưa từng trải qua, nhưng mà có rất nhiều những người khác mà chúng tôi đã gặp, các cái trường hợp khác đã gặp, sẽ gặp những cái hệ lụy. Ví dụ như ngoài xương khớp ra thì còn có các bệnh tăng huyết áp, tim mạch, sỏi mật. Sỏi mật lý do là bởi vì khi mà chúng ta thừa cân nặng béo phì ấy, thì tăng cholesterol, tăng bài tiết các cái dịch ở trong dịch của tuyến túi mật, và nó làm quánh các dịch này lại và nó làm sỏi mật, tăng các nguy cơ của các cái bệnh ung thư. Ở phụ nữ thì thường là sẽ liên quan tới ung thư vú này, rồi là ung thư tử cung này. Thế còn nam giới khi mà có tuổi thì sẽ dẫn tới là ung thư tuyến thượng thận, ung thư tiền liệt tuyến. Ví dụ như vậy. Thế thì tất cả những cái hệ lụy này nó sẽ dẫn tới là giảm cái chất lượng của cuộc sống. Và ngay bản thân cái người thừa cân béo phì thì người ta cũng luôn luôn ở trong cái trạng thái mệt mỏi. Vì đau xương khớp, có thể là vì đau xương khớp lại lười vận động. Thế rồi là người ta mệt mỏi, người ta với cái cân nặng lúc nào người ta cũng cảm thấy là rất là khó để có thể vận động cơ thể. Cho nên là cái cuộc sống của người ta nó không tích cực, không năng động, và nó trở nên là ù lì về mọi khía cạnh. Đầu tiên thì ù lì về mặt thể xác, tức là chúng ta không muốn vận động, nhưng lâu dần thì nó cũng trở nên là trí óc chúng ta cũng lười vận động luôn. Thế cho nên là cái chất lượng cuộc sống cũng giảm đi. Dạ vâng ạ. Chắc hẳn là những cái điều mà chuyên gia vừa chia sẻ cũng là một phần trong những cái trải nghiệm mà chị Lan đã trải nghiệm trong suốt cái thời gian mà ở trong tình trạng dư cân nặng ạ. Vâng, như từ đầu chị đã chia sẻ là khi mà thấy mình ở trong tình trạng thừa cân như vậy, chị cũng đã tìm đến rất nhiều phương pháp giảm cân. Vậy không biết là chị có thể chia sẻ kỹ hơn với quý vị khán giả về những cái phương pháp mà chị đã tìm hiểu được trước khi mà có được cái trạng thái như thế này ạ? Vâng, sau cái kết quả mà khám sức khỏe định kỳ của cơ quan ấy, thì một loạt các cái bệnh nó đã xuất hiện với bản thân tôi. Thì tôi đã tìm đến rất nhiều cái phương pháp, ví dụ như là đánh mỡ bụng này, rồi ăn keto, và thậm chí có những cái giai đoạn mà tôi ăn salad liên tục, không có một chút đạm nào cả. Đấy, và tất cả những cái phương pháp giảm cân đấy thì nó cũng có thể là giảm cho mình được một vài cân, nhưng mà vì nó không khoa học nên là nó cũng chỉ có thể là giảm cân trong một cái thời gian ngắn. Sau đó thì có thể nó còn tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần so với cả những cái cân nặng mà mình đã cố gắng để giảm. Thế và thực sự là tôi vẫn rất là lo lắng trong cái vấn đề là và trăn trở trong cái vấn đề là giảm cân, bởi vì là mình cũng đã được cảnh báo rất là lâu rồi. Thế thì thực sự là mọi cái cách giảm cân thì đều không có kết quả tốt, và cái điều mà tệ hại nhất là tôi đã phải dùng đến thuốc giảm cân, và cái điều đó là cái điều mà đến bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất là hận. Dạ vâng ạ, thực sự là khi mà chúng ta chưa biết cách cân đối cái dinh dưỡng hợp lý thì thực sự là nếu như mà một người bình thường nhắc đến cái việc mà giảm đi cái cân nặng của mình thì có lẽ là một trong các phương pháp chúng ta nghĩ đến có lẽ là thuốc giảm cân. Vì có thể nó là cái phương pháp mà sẽ nhanh nhìn thấy hiệu quả nhất, nhưng mà cái hệ lụy nó để lại thì cũng không thể lường trước được ạ. Cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của chuyên gia cũng như là nhân vật của chúng tôi. Ngay bây giờ thì Mỹ Linh xin phép được đến với câu hỏi tương tác dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Câu hỏi số 1 trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đó là những thói quen ăn uống sai lầm khiến cơ thể mệt mỏi và hại sức khỏe. Có 4 đáp án. A là thường xuyên bỏ bữa sáng, B là ăn không đúng giờ, ăn vặt vô tội vạ, C là ăn bữa đảm bảo dinh dưỡng, uống nhiều nước, và D là ăn quá nhanh, vừa ăn vừa làm việc. Quý vị hãy trả lời thật nhanh câu hỏi của chúng tôi để có cơ hội nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ít phút quảng cáo. Trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn. Sức khỏe là một lựa chọn. Dinh dưỡng lành mạnh là một lựa chọn. Hãy chọn Herbalife Nutrition, thương hiệu số 1 trên thế giới về quản lý cân nặng và sức khỏe, được hàng triệu người dùng và các vận động viên hàng đầu tin chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. quay trở lại với phần trò chuyện cùng các vị khách mời. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Khánh Vân ạ, qua những chia sẻ của chị Lan thì tiến sĩ có đánh giá như thế nào về cái việc dùng thuốc giảm cân trong việc trong những cái suy nghĩ của mọi người về cái việc là có thể giảm cân hoàn toàn bằng thuốc giảm cân ạ? Vâng. Tôi cũng có một cái không phải chỉ trường hợp của bạn Lan khi mà đến với chương trình đâu, và có rất nhiều bệnh nhân cũng đã từng hỏi về các cái phương pháp giảm cân, thì họ cũng tìm đến rất nhiều phương pháp giảm cân mà thiếu khoa học. Bản thân bạn Lan, bạn cũng đánh giá là đối với cơ thể của bạn ấy là khi trải qua tất cả những biện pháp đấy thì đều là có những cái hệ lụy đối với sức khỏe của bạn ấy, nhất định đối với cả bạn đấy. Thế thì những cái biện pháp mà mọi người hay gọi là dỉ tai nhau để mà áp dụng thì gồm có thứ nhất là ăn cái chế độ keto, tức là cắt hoàn toàn tinh bột ra khỏi cái cơ thể. Thứ hai là đi đánh mỡ bụng hoặc là đến các cái spa hút mỡ bụng, đánh mỡ bụng này. Thế rồi thứ ba là tìm đến các cái thuốc giảm cân. Thế thì cái thuốc giảm cân thì nó có tác dụng giảm cân không? Thì phải nói luôn là có. Thế thì cơ chế của thuốc giảm cân thì có 3 cái cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là nó là những cái thuốc làm có cái tác dụng mà khi vào trong dạ dày ấy, nó trương lên, nó làm cho dạ dày nó choán cái diện tích trong dạ dày, và vì thế cho nên là chúng ta cảm thấy no và chúng ta sẽ giảm cái số lượng ăn vào. Và như thế thì tự nhiên là nó gây ra cái tự nhiên chúng ta ăn giảm đi thì lẽ đương nhiên là chúng ta giảm cân, như là cái nguyên lý lúc đầu tôi đã nói, tức là cái năng lượng ăn vào và cái năng lượng tiêu hao đi, năng lượng ăn vào giảm đi mà năng lượng tiêu hao chúng ta vẫn giữ nguyên thì rõ ràng là cân nặng nó sẽ giảm đi, ở một mức độ nhất định nào đấy sẽ giảm đi. Nhưng mà cái biện pháp này thì nó sẽ dẫn tới một cái hệ lụy là gì? Là khi mà chúng ta ăn giảm đi như thế thì đầu tiên thì phải nói là thuốc đã nó choán như thế thì chúng ta sẽ thấy đầy bụng, khó chịu, một số thì cảm thấy còn có thêm cái tác dụng phụ như là khó tiêu, buồn nôn, hoặc là gây ra các cái rối loạn của hội chứng rối loạn của ruột, tiêu chảy, rồi là các cái cơ nó làm cho chúng ta đại tiện không tự chủ. Đấy là chính là bản thân của tác dụng của thuốc. Nhưng bên cạnh đấy thì nó liên quan đến chuyện là khi chúng ta ăn ít đi mà chế độ ăn của chúng ta lại không đảm bảo khoa học thì mặc dù là thiếu cân nặng thì giảm đi nhưng vẫn ảnh hưởng tới sức khỏe, là bởi vì chế độ dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng của chúng ta không cung cấp đầy đủ cho cơ thể, mà đặc biệt trong đó là các vitamin và chất khoáng. Thế thì khi chúng ta ăn giảm đi, giảm được năng lượng nhưng mà cái chất lượng của bữa ăn lại không được đảm bảo, vì chúng ta có được tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng để mà đảm bảo khi chúng ta ăn giảm cân mà lại vẫn đảm bảo các chất dinh dưỡng đâu. Chính vì thế cho nên là sẽ dẫn tới các cái vitamin và chất khoáng nó lại là các cái chất xúc tác của các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể. Và vì thế cho nên nó lại gây ra các cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Ngoài cái chuyện mà chúng ta của bản thân cái thuốc ra thì nó lại đồng thời do cái chế độ ăn của chúng ta không đảm bảo, nó gây ra rối loạn chuyển hóa, các cái chuyển hóa trong cơ thể nó không chuyển hóa theo con đường bình thường, hoặc là nó sẽ bị gãy ở một khúc nào đấy do là thiếu các cái enzyme, các cái vitamin, chất khoáng thiếu tham gia phần lớn vào các enzyme và các hormone, các cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể nó bị bể gãy và nó không còn chuyển hóa bình thường nữa. Thế là cơ thể của chúng ta cũng bị rối loạn chuyển hóa. Cái thuốc giảm cân thứ hai là nó tác động đến cái hormone của tuyến giáp là hormone thyroxine. Nhưng mà đối với những bệnh nhân mà không béo phì do tuyến giáp thì lại không có tác dụng, đối với những cái thuốc này là không có tác dụng. Và cái thuốc giảm cân thứ ba là nó tác dụng vào hệ thần kinh. Tức là nó tác dụng vào hệ thần kinh để làm gì? Là chúng ta có cảm giác chán ăn, không muốn ăn. Và rõ ràng thần kinh là một trong những cái bộ máy, cái cơ quan mà tinh vi nhất của cơ thể, nó điều hành toàn bộ cái hoạt động của cơ thể mà chúng ta can thiệp vào nó. Nói một cách nôm na là tất cả cơ thể của chúng ta sẽ lập tức là bị ảnh hưởng. Đấy là chưa kể các cái chất mà tác động đến thần kinh nó còn có thể có tác nhân gây nghiện. Thế cho nên là nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả không lường trước đối với cơ thể được. Đấy là tác hại của thuốc của các cái loại thuốc giảm cân. Ngoài ra thì tôi xin nói thêm về các cái chế độ ăn mà bạn Lan bạn cũng nhắc tới. Gồm có chế độ ăn keto. Chế độ ăn keto là chế độ ăn mà cắt tinh bột để làm sao cơ thể sẽ sử dụng chất béo chuyển thành cái dạng năng lượng tiêu hao cho cơ thể. Thì chúng ta phải biết rằng là não bộ là cơ quan duy nhất trong cơ thể mà thức ăn của nó chỉ có là đường glucose thôi. Nếu không có đường glucose có nghĩa là não bộ không có thức ăn. Và vì thế cho nên cơ thể chúng ta luôn luôn phải có một cái trạng thái cân bằng là không được cung cấp chất bột đường là cái chất mà chủ yếu để chuyển hóa thành glucose nuôi não. Thì cơ thể sẽ bẻ chất béo chuyển thành glucose để có đảm bảo đủ năng lượng để nuôi não. Thế khi bẻ như vậy thì chúng ta đều biết rằng là cái phân tử glucose thì chỉ có 6 carbon, còn phân tử của lipid chất béo ấy, thì nó có 16, 17, 18 carbon, đấy là loại thông thường. Triglycerides gồm nhiều loại phân tử chất béo kết hợp lại, lipid kết hợp lại. Thế thì khi mà nó bẻ ra như thế thì hiểu một cách nôm na là sẽ không bao giờ được chẵn, đúng không ạ? 18 thì sẽ bẻ được thành 3 phân tử glucose. Nhưng nếu như bẻ 17, 16 thì không thể được phân tử glucose, đúng không? Thì nó sẽ đi đâu cái phần còn thừa. Thế khi mà tôi học dinh dưỡng ở Đan Mạch thì tôi đã làm một cái nghiên cứu trên động vật là trên lợn ấy. Thì để chúng tôi đo cái lượng carbon ra vào của cơ thể, các lượng carbon từ thức ăn chúng ta ăn vào thu nạp qua cái hệ thống đường tiêu hóa, và các lượng thức ăn, các lượng carbon mà tiêu hao nó liên quan đến các chất dinh dưỡng mà, vì các chất dinh dưỡng hầu hết là các chất hữu cơ thì thành phần là carbon, thì vào các tổ chức trong cơ thể thì nó như thế nào, vào ra các tổ chức trong cơ thể như thế nào. Thì chúng tôi thấy rằng là khi bẻ như thế nó sẽ trở thành các axit phân tử chất béo chuỗi ngắn, chuỗi carbon ngắn, và những cái chuỗi carbon ngắn này sẽ được tích lũy ở trong gan, trong thận. Bản thân nó sẽ ở trong gan, cho nên mới có tình trạng là gan nhiễm mỡ, mặc dù cân nặng vẫn giảm đi. Hàm lượng chất béo ở trong những, ví dụ như trong mạc treo, trong ruột, hoặc là trong toàn bộ cơ thể có thể sẽ giảm đi, cân nặng giảm đi, nhưng mà cái mỡ ở trong gan, nhiễm mỡ trong thận, trong các nội tạng, ở trong nội tạng của các cơ quan lại tăng lên. Và cái việc mà chúng ta cải thiện cái tình hình đấy thì khó hơn rất nhiều lần so với việc mà chúng ta cải thiện cái tình trạng mỡ của cái thừa cân béo phì mà chúng ta tích lũy ở bên ngoài của các cơ quan đó. Vâng ạ, chắc hẳn là những cái mà chuyên gia vừa chia sẻ cũng là một phần trong trải nghiệm trong suốt cái quá trình mà thừa cân của chị Lan, đúng không ạ? Tôi thấy là lúc nãy chị Lan cũng đã khá là xúc động khi nhắc đến cái quá trình mà khi mà mình nhận ra những cái hệ lụy qua cái việc giảm cân bằng thuốc giảm cân của mình gây cho sức khỏe có những cái gánh nặng hơn là cái thời điểm trước, đúng không ạ? Vậy thì không biết là động lực của chị Lan như thế nào để chị có thể bứt phá lên, có quyết tâm thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng như là có được một cái sức khỏe như thế này ạ? Thực ra thì là phụ nữ ấy, thì ai cũng muốn là có một cái vóc dáng và hình thể đẹp. Thì cái điều đó là cũng là một cái điều mà mình cũng mong muốn. Tuy nhiên nó sẽ không phải là tất cả, mà mình muốn là có một cái sức khỏe tốt, vì là đằng sau mình, ngoài cái sức khỏe của mình ra thì đằng sau mình còn có một mẹ già và 2 con chưa trưởng thành. Vì vậy nên là cái việc mà quyết tâm để mà có được cái sức khỏe tốt đối với mình là một cái động lực rất là lớn, phải nói là khao khát đấy. Thế nên là khi mà bác sĩ cảnh báo cho mình từ lâu rồi và mình cũng đã ý thức được cái việc đó, thì tuy nhiên là mình bằng mọi cách và mình cũng đã áp dụng và cũng không thành công. Và thực ra thì đúng là vì không khoa học nên là mình khi mà sử dụng những cái áp dụng những cái biện pháp ví dụ như là nhịn ăn hoặc là cắt bỏ tinh bột và đường ấy, thì nó cũng gây ra cho mình bị đau dạ dày và trào ngược. Vì cái đó là cái mà khi mà mình ăn uống nó không đầy đủ, và đặc biệt là cái thuốc giảm cân ấy, thì nó làm cho mình bị đau đầu và chóng mặt. Thì cái đó là cái mà mình đến sau này cũng một thời gian rất là dài là mình bị đau đầu. Và cũng như là bác sĩ Vân cũng chia sẻ thì mình cũng hiểu được hơn về cái việc mà uống thuốc giảm cân ấy. Thì đúng là một cái thời gian là mình uống nó cũng chỉ gây ức chế, làm cho mình chán ăn vào cái thời điểm đó thôi, và lúc ấy nó xuống cân rất là nhanh. Thế tuy nhiên là sau này thì hiểu hơn về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì mình biết đó là cái hiện tượng mất nước, làm cho cái cơ thể của mình mất nước, và nó cân đó là nó chỉ là mất nước đi thôi chứ không phải là cái giảm cân, giảm béo, giảm mỡ thực sự. Đó là cái mà mình cũng thực sự là ân hận trong cái vấn đề đó. Vâng ạ, vậy chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cái quá trình cân đối lại dinh dưỡng của mình để quý vị khán giả có thể học hỏi được một phần nào trong cái chế độ dinh dưỡng của chị ạ? Sau khi mà mình cũng tìm hiểu được cái chế độ dinh dưỡng ấy thì mình cũng áp dụng cái chế độ nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó là cái mình vận hành cái chỉ số đầu vào và đầu ra. Thì dường như bác sĩ Vân vừa cho chia sẻ là cái đầu vào thấp hơn đầu ra thì cân nặng của mình nó sẽ giảm. Và mình cũng hiểu được một cái yếu tố là bác sĩ Vân chia sẻ là chỉ cần giảm đến 30 calo một ngày thôi, cắt giảm như vậy thôi thì dần dần cái cân nặng nó cũng sẽ được giảm xuống. Thì mình cũng hiểu vấn đề và mình cũng áp dụng cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày và phải nói là duy trì thường xuyên để mà mình có cái tốc độ giảm của nó vừa phải, chứ không phải như thuốc giảm cân. Thuốc giảm cân hoặc các cái chế độ khác ấy, thì nó có thể là xuống rất nhanh, trong vài ngày đã nhìn thấy kết quả rồi. Nhưng cái chế độ của mình thì là mình sẽ giảm xuống từ từ. Và trong cái phương pháp dinh dưỡng của mình áp dụng ấy, thì mình lựa chọn ví dụ như là về thịt ấy, thì mình lựa chọn những cái loại thực phẩm nó nhiều đạm, nó ít calo. Về rau thì mình lựa chọn cái loại rau có lá xanh và nấm. Về tinh bột thì mình chọn cái loại ít đường. Còn hoa quả thì mình chọn cái loại mà nó có nhiều vitamin nhưng mà có cái chỉ số chuyển hóa đường chậm. Thế còn khi mà mình hiểu về khoa học một chút rồi thì từ dầu ăn cũng vậy. Mình sẽ chọn những cái loại dầu ăn có chất béo tốt nhiều hơn. Thì có cả một cái quá trình như vậy thì và trong cái quá trình giảm cân của mình ấy, thì khi mà mình thực hiện được áp dụng được hơn một tháng rồi thì mình biết tới cái chương trình Tôi Khỏe Đẹp Hơn. Và khi mà hơn một tháng đó là mình đã giảm cũng hơn 4 cân rồi. Và lúc đó là mình cũng làm có năng lượng để mà mình tham gia cuộc thi. Và trải qua hơn 3 tháng của cuộc thi thì mình cũng giảm được 9 cân. Và tính ra là hơn 4 tháng cả trước khi tham gia cuộc thi cho đến sau khi tham gia cuộc thi thì mình giảm được là 12 cân. Và điều đặc biệt nhất ý, không phải là cái chuyện mà hình thể mà mình cái chỉ số cholesterol của mình ý, là mình giảm được từ 7,4 xuống 5,2. Thì có lẽ chỉ số đó là một cái chỉ số khá là kỳ diệu đối với mình. Cái hiện tượng mà đau lưng và gan nhiễm mỡ ấy, có lẽ là mình giảm phải đến 7 đến 80%. Và đặc biệt là cái hiện tượng trào ngược và đau đầu thì cũng lâu rồi mình không thấy nó nữa. Vâng. Dạ vâng ạ, đó là về cân đối chế độ dinh dưỡng. Vậy không biết là những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng như luyện tập thì chị có thay đổi gì không ạ? Thói quen sinh hoạt hàng ngày ấy thì cũng có thể là vì cái chế độ dinh dưỡng nó đầy đủ nên là mình cũng rèn luyện. Và bây giờ thì có thói quen dần dần là mình hầu như là sáng nào mình cũng dậy từ 5 giờ sáng. Trước đây thì cái chợ của mình nó đi cũng gần với nhà thôi, nhưng lúc nào mình cũng lấy xe để mình đi. Và bây giờ thì mình cũng tập bằng cách là mình cũng đi bộ từ sáng rồi, đi bộ mình đi chợ. Và buổi tối cũng vậy, buổi tối là mình cũng rèn luyện là mình đi bộ hoặc là chạy mức độ nhẹ nhàng. Thường thì mình cũng sẽ đảm bảo được cái bước chân của mình từ 10 cho đến 12.000 bước chân một ngày, trung bình là như vậy. Thế ngoài ra thì những cái ngày nghỉ ấy là mình bắt đầu học bơi nó để cho nó tốt hơn cho cái cuộc sống của mình. Vâng ạ, thực sự là sau khi nghe những chia sẻ của chị Lan thì Mỹ Linh cũng cảm thấy rất là vui mừng thay cho chị Lan vì đã thay đổi được số cân nặng này, sức khỏe thì lại có những cái chuyển biến tích cực lên. Vậy thưa tiến sĩ Trần Khánh Vân ạ, chị có nhận xét gì về cái chế độ dinh dưỡng cũng như là chế độ sinh hoạt của chị Lan, và chị có thể góp ý thêm cho cái chế độ đó được hoàn thiện hơn để giúp cho chị Lan cũng như quý vị khán giả có một chế độ dinh dưỡng thật là lành mạnh ạ? Vâng, thực tế thì là bạn Lan bạn ấy cũng đã áp dụng gần hết những cái yêu cầu của một cái chế độ giảm cân lành mạnh và cũng đã thực hiện là giảm cân lành mạnh. Với cái chế độ ăn cũng như là cái chế độ tập luyện của bạn ấy thì tôi tin rằng là bạn ấy sẽ duy trì được cân nặng tương đối trong một cái thời gian khá là dài. Bạn ấy thực hiện như thế và sẽ không có những cái hậu quả xấu đối với sức khỏe. Về mặt cơ bản thì chúng tôi ở đây cũng xin nhắc lại để chia sẻ với cả mọi người là chế độ ăn, mặc dù là chúng ta giảm cân và tôi có nói rằng là tăng chỉ cần 30 kilocalo trong một ngày thôi, nhưng mà trong một thời gian dài thì cũng có thể dẫn tới thừa cân và béo phì. Nhưng khi chúng ta đã ở thừa cân và béo phì như trường hợp của bạn Lan là tới khoảng 20 năm như vậy thì ngay lập tức mà chúng ta muốn giảm cân thì không thể gọi là, nếu mà đúng là gọi là dụng tốc bất đạt, thì chúng ta sẽ không đạt được, và thậm chí ngay kể cả khi chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ không duy trì được cái cân nặng đấy, mà nó sẽ rất nhanh chóng là sẽ quay trở lại là sẽ tăng cân lại như cũ, bởi vì là cơ thể chúng ta không quen và chúng ta không tập luyện cho nó, cho nên là nó lại thôi thúc chúng ta là lại ăn lại, và cứ như thế cái chuyển hóa của nó lại bắt đầu, và cái chúng ta lại quay lại cái trạng thái cân nặng thừa cân như ban đầu. Thế thì đầu tiên là chúng tôi cũng không khuyến nghị là cắt hoàn toàn chất béo ra khỏi cái chế độ ăn hàng ngày. Chúng ta duy trì chất béo khoảng 15% năng lượng. Với một người mà hoạt động văn phòng bình thường như chị Lan thì cái tức là chúng tôi đánh giá là hoạt động ở mức độ nhẹ thì sẽ cần độ khoảng 1.700 kcal trong một ngày. Và tương ứng như thế với cái độ tuổi, độ chiều cao và cân nặng thì sẽ khoảng là như vậy. Thế thì từng bệnh nhân một chúng tôi sẽ có những cái khuyến cáo về cái mức năng lượng ăn vào nó phù hợp. Thế riêng với trường hợp chị Lan thì là của bạn Lan thì là 1.700 kcal một ngày, và 15% trong cái số calo năng lượng này thì sẽ phải đến từ chất béo, và chúng tôi khuyến nghị là sử dụng các cái chất béo mà không bão hòa thì sẽ tốt hơn là chất béo bão hòa. Có nghĩa là chúng ta sẽ giảm ăn các đồ chiên xào, hay là chúng ta giảm ăn các cái đồ thực phẩm chế biến sẵn vốn nó đã nhiều mỡ, hoặc là chiên ở cái nhiệt độ sâu cao, thì nhiệt độ gọi là chiên ở nhiệt độ sâu trong một thời gian dài thì nó sẽ có rất nhiều chất béo bão hòa, mà chúng ta sẽ chuyển sang các chất béo ở cái dạng là chúng ta tiêu thụ các loại hạt, là những cái loại mà sẽ cung cấp cho chúng ta các chất béo không bão hòa rất là tốt. Cái protein, chất đạm thì sẽ chiếm khoảng 20 đến 25% tổng năng lượng mà chúng ta ăn vào, còn lại là chất bột đường. Thế thì protein là chất đạm thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái loại mà sẽ cung cấp cho chúng ta các cái ăn xen kẽ các loại mà có cái giá trị sinh học cao, cung cấp các loại protein, các loại axit amin thiết yếu, vì có khoảng 10 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, cho nên chúng ta cũng không thể cắt được chất đạm ra khỏi cơ thể, mà chúng ta phải lựa chọn ăn thịt, ăn cá, ăn tôm xen kẽ nhau, làm sao để đa dạng hóa các cái loại thực phẩm thì chúng ta sẽ có các cái loại axit amin cần thiết trong cơ thể, và các axit amin này sẽ không được cơ thể dự trữ đâu, cho nên là vẫn phải cần một lượng hàng ngày đều đặn. Và cái quan trọng của dinh dưỡng chúng tôi vẫn nhấn mạnh từ trước là chúng ta phải duy trì chế độ đều đặn, kiên trì, chứ không phải là chúng ta ngay lập tức là chúng ta muốn cái nọ muốn cái kia, là cơ thể chúng ta như một cái máy là tắt đèn một cái là tắt đèn, hoặc là bật đèn là bật đèn, cơ thể chúng ta không hoạt động như thế. Thế còn về các cái chất bột đường thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái loại mà có cái chỉ số chúng tôi gọi là cái chỉ số đường huyết thấp, hay là bạn Lan bạn có dùng một cái từ gọi là chuyển hóa chậm á. Thì những cái loại mà chúng ta không ăn, nên ăn các loại gạo sát quá trắng thì nó vừa không có vitamin B1, nó vừa là cái chỉ số đường huyết cao, thì chúng ta sẽ chuyển sang ăn các loại ví dụ như gạo lứt, gạo lật nảy mầm, gạo lật, khoai, sắn, miến, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì là chúng ta lựa chọn các cái loại thực phẩm cung cấp chất bột đường ở mức độ an toàn và chuyển hóa chậm, hay là cái chỉ số đường huyết thấp. Chúng ta cũng cần phải ăn khoảng 400 đến 500 gram rau củ quả trong một ngày. Đấy, thì chúng ta cân đối cái lượng chúng ta ăn vào để làm sao vừa đảm bảo có đủ chất xơ, và cố gắng là ăn ở cái dạng là chế biến, tức là ở cái dạng nấu, chế biến thô, chứ không phải là chúng ta ép nước xong là chúng ta uống một cái là chúng ta nghĩ là thế là chúng ta ăn được 300-500 gram rồi. Thế thì cái đấy cũng là một trong những cái ép, cũng là một cái cách mà làm cho tinh chế các loại thực phẩm, và nó dễ hấp thu vào máu hơn, cho nên dễ làm cho cái đường huyết nó tăng lên. Và khi đường huyết tăng lên như thế thì cơ thể chúng ta sẽ làm cái việc là cân bằng, tức là nó ngay lập tức nó sẽ dự trữ đường sẽ chuyển dự trữ thành chất béo, và cơ thể chúng ta đến bữa chúng ta vẫn đói, là chúng ta vẫn đòi hỏi phải ăn chất bột đường, chứ không phải là chúng ta ăn chất bột đường lúc này lúc sau chúng ta không ăn nữa, vì chất bột đường là khi mà đường huyết thấp giảm xuống thấp thì lúc đấy cơ thể chúng ta sẽ có cảm giác đói. Đấy, thế là, và bên cạnh đấy khi chúng ta ăn cái chế độ giảm cân và giảm năng lượng cũng như giảm các loại thực phẩm ăn vào thì cơ thể chúng ta vẫn cần phải được cung cấp đủ các loại vitamin và chất khoáng. Cho nên là ngoài ăn rau củ quả ra, có thể chúng ta vẫn phải chuyển đổi, ví dụ như là lựa chọn các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Hiện nay ở trên thị trường thì tôi thấy là có các loại ví dụ muối hay bột canh có nước mắm có bổ sung iốt, hay là dầu ăn có bổ sung vitamin A, hay là các loại bột mì có bổ sung sắt kẽm. Đấy là những cái loại thực phẩm mà đã được tăng cường thêm các cái loại vi chất dinh dưỡng đó vào. Thế thì chúng ta làm một cái cách mà ở một cái hợp lý, đấy là cách sử dụng, thay đổi thói quen tiêu dùng như thế, thì cũng là cái cách mà chúng ta cung cấp đủ thêm cái vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Chúng ta cũng có thể lựa chọn được là uống thêm các loại vitamin và chất khoáng, nhưng mà cần phải có cái sự hỗ trợ về các cái lời khuyên về chuyên môn của các nhà dinh dưỡng hoặc là của các bác sĩ để chúng ta sử dụng liều lượng một cách hợp lý. Đấy là về mặt chế độ ăn dinh dưỡng. Thế còn bên cạnh cái chế độ ăn dinh dưỡng thì chế độ tập luyện cũng vô cùng là quan trọng. Như bạn Lan, bạn ấy có nói là bạn cũng có tăng cường các cái tập luyện, và khi mà các bạn ấy tập luyện và bạn giảm cân thì bạn ấy cảm thấy là cơ thể nhẹ nhõm hơn. Và khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, là với một phụ nữ mà chúng ta lại thấy chúng ta xinh hơn, chúng ta đẹp hơn, vóc dáng chúng ta đẹp hơn, thì rõ ràng là cái cảm xúc của chúng ta sẽ tăng lên, cái cảm giác hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống tăng lên, và rõ ràng là cái việc lao động, kể cả kiếm tiền hay là phục vụ gia đình hoặc là yêu thương những người trong gia đình của chúng ta cũng sẽ khỏe, cũng sẽ tốt hơn, và chúng ta có nhiều cái nguồn năng lượng để chúng ta làm cái việc đó hơn. Nếu mà chúng ta giảm cân một cách khoa học, nhưng về mặt khoa học, bản thân cái việc giảm cân của bạn ấy cũng là tác động tới các cái hệ thống chuyển hóa trong cơ thể. Ở trong cơ thể chúng ta có hai loại hormone, một là endorphin và thứ hai là dopamine. Dopamine tôi vẫn gọi là đấy là hormone hạnh phúc. Đấy là các cái loại hormone mà của cái hệ thần kinh, của tuyến yên. Và các cái hormone này sẽ tăng lên khi mà dopamine, khi chúng ta ngủ đủ giấc. Endorphin sau khi chúng ta tập luyện thì chúng ta sẽ tăng được các cái loại hormone này, và những cái hormone này làm cho chúng ta có cảm giác phấn khích, có cảm giác thỏa mãn, hài lòng, và nó giảm các cái cảm giác đau, các cái cảm giác stress trong cơ thể. Đấy là những cái loại hormone đấy sẽ làm tăng cường cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta cảm thấy là chúng ta xinh đẹp hơn đâu, mà tất cả những cái tập luyện đấy nó có những cái tác dụng hóa học trong bản thân cơ thể của chúng ta, bên cạnh cái hỗ trợ trong cái vấn đề dinh dưỡng, bên cạnh cái việc là chúng ta tiêu hao năng lượng thì nó còn có tác dụng đó nữa. Dạ vâng ạ. Chắc chắn là với một chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng như là một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn. Vậy nhân cái câu chuyện này, không biết là tiến sĩ đánh giá như thế nào về chế độ dinh dưỡng cũng như là về vấn đề vận động của người Việt Nam trong thời điểm hiện tại ạ? Hiện tại thì Việt Nam là một quốc gia mà có cái gánh nặng gấp 3 về dinh dưỡng. Thứ nhất là có cái suy dinh dưỡng về cân nặng theo tuổi, và đặc biệt là chiều cao theo tuổi ở trẻ em. Và chiều cao theo tuổi ở trẻ em nó sẽ ảnh hưởng tới chiều cao khi trưởng thành, và làm cho cái chiều cao của người Việt Nam hiện nay đang thấp hơn so với chiều cao đạt được của các nước trong khu vực. Đấy là chưa nói đến các nước mà tiên tiến và phát triển. Đấy là một trong những cái gánh nặng của Việt Nam mà chúng ta cần phải giải quyết, đặc biệt là với các trẻ ở vùng sâu, vùng xa, và ngay kể cả ở nhóm trẻ của thành phố, thì đôi khi do cái chế độ ăn của bố mẹ cũng làm cho các cháu mà bị không hấp thu nổi tất cả cái thức ăn, và nó trở nên là chán ăn. Cho các cháu ăn nhiều quá thì nó cũng chán ăn, và lâu dần nó cũng trở thành là thấp còi, bởi vì là nó không, mặc dù là chế độ ăn đấy nhưng mà cháu nó không hấp thu, không muốn ăn, cái cảm giác nó thành một cái thói quen là cứ thấy thức ăn là từ chối. Thế cho nên là cũng có thể là ở nhóm trẻ thành phố cũng có thể là bị thấp còi, chứ chưa nói là ở nông thôn hoặc miền núi. Một vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt nữa đấy là thừa cân và béo phì. Cái tỷ lệ thừa cân và béo phì hiện nay nó tăng lên còn nhanh hơn so với lại chúng tôi giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi hay là giảm suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ em. Nó tăng lên, và đặc biệt là ở cái nhóm trẻ tiểu học. Thứ ba nữa là cái vấn đề là bị thiếu các loại vi chất dinh dưỡng. ở các nước đang phát triển hay là như chúng ta thời gian trước đây, là khi mà kinh tế thấp thì cái nguồn thực phẩm không đảm bảo và người dân luôn ở cái trạng thái là bị thiếu ăn, cho nên lại là thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng mà khi mà cái kinh tế đã tăng lên, chúng ta thức ăn nó trở nên là sẵn có và dễ tìm kiếm hơn, thì những người mà gọi là ở cái trình độ dân trí thấp thì ngay kể cả thành phố thì cũng bị cái thừa cân béo phì nhiều hơn so với lại cái dân trí cao. Lý do bởi vì là họ ăn uống một cách không có theo khoa học, sử dụng các cái loại thức ăn nhanh ở trên đường phố. Vì là tiết kiệm thời gian, họ thường là có mức sống thấp cho nên là tiết kiệm thời gian, không có thời gian chuẩn bị bữa ăn một cách thủ công mà sẽ dựa vào các cái bữa ăn công nghiệp chế biến sẵn. Và đấy là những cái nguyên nhân làm thừa cân béo phì do với lại cái thời gian hiện nay tăng lên. Như vậy là Việt Nam đang bị cái gánh nặng gấp 3 về dinh dưỡng. Cái vấn đề là khi cái chế độ ăn như thế thì lại làm cho là các cái vi chất dinh dưỡng, các vitamin, chất khoáng là mất đi ở trong các cái bữa ăn nhanh, các bữa ăn vội vàng và không chỉ cung cấp năng lượng mà rau củ quả thiếu thì sẽ cái vitamin và chất khoáng thiếu. Như vậy là gánh nặng cấp 3 về dinh dưỡng ở Việt Nam hiện nay. Và cái ở một cái chiều ngược lại thì thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu vitamin và chất khoáng thì nó lại làm cho cái thừa cân béo phì, nó ảnh hưởng đến thừa cân béo phì và đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới cái phát triển về chiều cao của trẻ em. Vì là nó liên quan đến toàn bộ cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể, thiếu nó là các cái chuyển hóa sẽ bị rối loạn. Đó, thế nên là ở Việt Nam hiện nay là chúng tôi đang phải đối mặt với ba cái gánh nặng như vậy, và chúng ta phải làm sao giữ được ở cái mức cân bằng, cân nặng đủ, chiều cao đủ, vi chất dinh dưỡng cũng phải đủ. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trần Khánh Vân ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, chắc là chúng ta đã có những thông tin đầu tiên về tình trạng thừa cân béo phì cũng như là những gánh nặng và hệ lụy khi mà cơ thể của chúng ta phải có một cái cân nặng quá với sức của mình. Trước khi đến với phần trao đổi tiếp theo với chuyên gia cũng như là khách mời thì ngay bây giờ Mỹ Linh xin phép được đọc đáp án của câu hỏi tương tác số 1. Câu hỏi tương tác số 1 của chúng tôi đó là những thói quen ăn uống sai lầm khiến cơ thể mệt mỏi và hại sức khỏe. Với 4 đáp án đó là A. Thường xuyên bỏ bữa sáng, B. là ăn không đúng giờ, ăn vặt vô tội vạ, C. là ăn bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, uống nhiều nước, D. là ăn quá nhanh, vừa ăn vừa làm việc. Vâng, và tất nhiên rồi, đáp án đúng đó chính là A, B và D. Vị khán giả giành được giải thưởng ở câu hỏi đầu tiên sẽ được chúng tôi công bố ở phần cuối của chương trình. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi tương tác số 2 dành cho quý vị khán giả. Dòng sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 của Herbalife Nutrition có nhiều hương vị hay không? Đáp án A là có 2 hương vị là vani và dâu. Đáp án B là có 2 hương vị hương sô-cô-la, hương bạc hà sô-cô-la, hương dâu tây. C là có 5 hương vị hương bánh quy và kem, hương sô-cô-la, hương bạc hà sô-cô-la, hương dâu, hương vani. Và D đó là tất cả các đáp án trên đều đúng. Quý vị hãy trả lời thật nhanh câu hỏi của chương trình để có thể giành được một phần quà của nhà tài trợ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo. Trong cuộc sống chúng ta có quyền lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn. Sức khỏe là một lựa chọn. Dinh dưỡng lành mạnh là một lựa chọn. Hãy chọn Herbalife Nutrition, thương hiệu số 1 trên thế giới về quản lý cân nặng và sức khỏe, được hàng triệu người dùng và các vận động viên hàng đầu tin chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Khán giả, chúng ta sẽ cùng quay lại với phần trò chuyện cùng hai vị khách mời. Thưa chị Lan, cả cái quá trình mà giảm cân của chị đã kéo dài trong bao nhiêu lâu? Và hiện nay thì chị đã hài lòng với thể trạng của mình hay chưa? Trong thời gian tiếp theo thì chị có mục tiêu gì cho sức khỏe của mình không ạ? Quá trình giảm cân gần đây nhất của mình là hơn 4 tháng. Thì cái quá trình đó với mình vừa rồi mà nghe cái hướng dẫn của tiến sĩ Vân ấy, thì mình thấy rằng là cái quá trình của mình ấy, là mình sẽ phải lập lại cái thời gian để cho nó kéo dài hơn. Hiện nay thì mình cũng đang dự kiến vì bây giờ là khi mà tham gia cuộc thi ấy, là mình hơn 68 cân và đến hiện nay là mình 55 cân và cái mục tiêu của mình sẽ mong muốn là đạt khoảng 52 đến 53 cân và bắt đầu là mình dự kiến là sẽ giảm trong vòng 2 hoặc 3 tháng nữa. Thế tuy nhiên là theo cái hướng dẫn của tiến sĩ Vân ấy, thì mình sẽ kéo dài cái thời gian này hơn bởi vì cái cân nặng của mình ấy, nó đã theo mình quá lâu rồi và nếu mà mình giảm cân nhanh thì như tiến sĩ còn nói là cái việc mà quay lại cái cân nặng ấy, nó sẽ rất là nhanh chóng và mình cũng nghĩ rằng là mình muốn đặt một cái lộ trình dài hơn để một cái thói quen của mình nó sẽ một cái thói quen rất là dài và nó thành thói quen thực sự chứ nó không phải là chỉ là cái thời gian ngắn trong vòng quá khoảng 3-4 tháng như vừa rồi. Đó, thế là mình cũng sẽ đặt một cái tiêu chí dài hơn và vừa rồi qua cái hướng dẫn của tiến sĩ Vân ấy, thì mình có thêm một cái điều mà mình đến bây giờ mình mới hiểu là tại sao khi mà mình điều chỉnh cái chế độ ăn uống dinh dưỡng đầy đủ thì cái năng lượng và cái tự tin của mình ấy, nó được tăng lên rất là nhiều và đồng thời với nó là đấy cũng là lý do tại sao mà mình ngủ rất là ngon. Và đến bây giờ mình mới hiểu, mình cũng chỉ nghĩ rằng là năng lượng nó tốt thôi và mình cũng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ sau quá trình giảm cân như thế mà mình có một cái giấc ngủ tốt như vậy. Thì là vừa rồi tiến sĩ Vân chia sẻ và mình đã hiểu được cái vấn đề đó. Rất cảm ơn. Vậy thì còn về các cái chỉ số của sức khỏe, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn để các quý vị khán giả cũng như là chuyên gia có cái nhìn thật là khách quan về quá trình thay đổi của chị ạ? Vâng. Như vừa rồi thì mình cũng đã nói về các cái chỉ số đường huyết của mình ấy, thì nó giảm như vậy và cái đau lưng của mình cũng giảm từ 7 đến 80%. Và tuy nhiên là có một cái điều cực kỳ đặc biệt mà cái điều đấy chính là cái nỗi sợ nhất của mình, đó là cái huyết áp. Thì huyết áp trước đây mình cũng đã từng có lần có lẽ là phải gọi là chạm tới tai biến. Lúc đó là huyết áp của mình lên đến 170, tối đa của mình lên 178 và thời điểm đó là mình đã bị cứng cổ và tê xuống đến 2 tay rồi. Thì cái lúc đấy là mình cực kỳ sợ. Thế và sau khi mình điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng ấy, thì hơn 2 tháng nay cái chỉ số huyết áp của mình nó đã giảm xuống cái tối đa nó chỉ còn dao động từ khoảng 110 cho đến 115 thôi. Thì thực sự cái điều đó là điều mà mình phải nói là hạnh phúc nhất trong quá trình điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng của mình. Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Trần Khánh Vân, với những chỉ số sức khỏe như vậy thì không biết là tiến sĩ đánh giá như thế nào về tình trạng sức khỏe của chị Lan và như thế thì đã thực sự là ổn chưa ạ? Đúng rồi. Cái chỉ số cân nặng thì đã giảm xuống với cái chỉ số là giảm xuống là 55 kg. Và với cái chiều cao và cái cân nặng của bạn ấy thì tôi ước tính là cái BMI của bạn ấy sẽ vào đâu đấy khoảng 22,5 22,7. Và như vậy thì theo như là cái đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới thì là ở mức độ là bình thường. Thế nhưng mà nếu mà giảm tiếp xuống khoảng 21, 22 thì nó sẽ chuẩn hơn. Bởi vì theo đánh giá của các cái hiệp hội của châu Á cũng như là Nhật Bản ấy, thì chúng ta nên giữ cái mức BMI khoảng 23. Thế mà bạn ấy đang ở cái ngưỡng như thế thì vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu mà xuống được cái mức 21, 22 thì sẽ chuẩn hơn. Thế nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi còn một cái vấn đề quan tâm nữa là cái vòng eo. Cái vòng eo nó thể hiện là cái mức mỡ nội tạng. Thì ở phụ nữ thì chúng tôi cho rằng theo đánh giá thì là khoảng 80 trên 80 thì sẽ được đánh giá là thừa cân béo phì. Thế thì chúng ta phải giữ được cái vòng eo ở dưới cái mức này. Và đương nhiên là với phụ nữ thì eo nhỏ thì là càng tốt, kiểu gọi là các cụ gọi là thắt đáy lưng ong đấy. Thì là được đánh giá là một trong những tiêu chí là xinh đẹp rồi. Thế nhưng mà về mặt sức khỏe thì chúng tôi cũng là cho rằng là cái cần phải phấn đấu để giảm cái vòng eo xuống. Thì cũng chưa thấy bạn ấy nói là cái vòng eo là bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi có một cái khuyến cáo như vậy. Và cái chỉ số giữa vòng eo và vòng hô hông thì chúng tôi cũng khuyến cáo là ở đâu đó dưới 0,8. Đấy là hai cái chỉ số khá quan trọng, chứ không phải chúng ta chỉ nói đến cái chuyện là đến sắc đẹp đâu. Thế ngoài ra thì bạn ấy có nói trong những câu hỏi trước thì bạn có chia sẻ về một cái chế độ của bạn ấy là bạn ấy tập bơi. Thế thì bơi cũng là một cái môn thể thao khá tốt trong cái việc giảm cân và đặc biệt đối với bạn ấy khi mà có những cái biểu hiện ảnh hưởng tới xương khớp do là trong cái quá trình mình bị thừa cân béo phì thì cái áp lực nó đè lên cái bộ xương, cái khung xương của mình thì cái xương khớp nó đã bị ảnh hưởng. Cho nên cái môn bơi lội là cái môn mà làm có vận động, có tiêu hao năng lượng nhưng mà nó lại không ảnh hưởng tới các khớp, do là nó không bị dồn trọng lượng so với những cái môn khác, ví dụ như là đi bộ hay là chạy. Và chúng tôi cũng không đánh giá cao đi bộ trong cái việc mà giảm cân, mà chúng tôi đánh giá cao cái chạy trong giảm cân. Nhưng mà chạy thì nó sẽ gây một cái áp lực trên khớp. Thế nên là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy thực hiện cái bộ môn bơi thì tôi thấy là đấy là phù hợp. Ngoài ra thì khi mà chúng ta giảm cân thì khoa học cũng đều đã chứng minh rằng là các cái chỉ số đường huyết sẽ giảm đi, cái khả năng mà cơ thể kháng lại insulin là một cái loại hormone mà để chúng ta hấp thụ cái đường huyết, sử dụng đường trong máu á, thì sẽ giảm đi, tức là giảm cái khả năng kháng insulin đi và sử dụng insulin có hiệu quả hơn. Thì cũng là một trong những cái mà sẽ đi kèm với cái giảm cân, đấy là một cái lợi ích của cái việc giảm cân. Huyết áp cũng như các cái chỉ số về mỡ máu cũng sẽ giảm đi. Thì tất cả những cái chỉ số đấy là những chỉ số là nằm trong cái bộ chỉ số thể hiện rối loạn chuyển hóa. Thì khi nó được cải thiện thì các rối loạn chuyển hóa của cơ thể cũng đã được cải thiện. Cho nên là chúng tôi thấy là như thế là có những cái bước rất là khả quan. Thế tuy nhiên thì bạn ấy cũng có nói rằng là bạn ấy sẽ theo để làm sao mà đảm bảo cho cơ thể sẽ duy trì được cân nặng ở một cái trong một cái thời gian dài. Và tôi thấy rằng là với cái chế độ ăn của bạn ấy như hiện nay, nếu như là có đến với một cái bác sĩ tư vấn dinh dưỡng riêng để đánh giá cụ thể từng cái loại thức ăn ăn vào để xem là bạn có cần phải bổ sung thêm các cái vitamin và chất khoáng hay không, hoặc là chế độ tập luyện của bạn ấy đã hợp lý hay chưa, thì tôi thấy là cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Thế và trong cái quá trình mà cái bạn ấy giảm cân như vậy thì bây giờ hiện tại trong khoảng 5-6 tháng nữa thì tôi cho rằng là cứ duy trì cái cân nặng hiện tại là cũng đã ổn rồi. Thế sau đấy nếu như bạn muốn giảm BMI như là tôi nói thì chúng ta sẽ lặp lại một cái quá trình là ăn giảm đi hoặc là tập luyện tăng lên. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng là nếu đã cân đo đếm mà thấy rằng cái mức độ calo nó đã đáp ứng được với lại cái chuyển hóa cơ bản của cơ thể cũng như là cái lao động và cái tập luyện, thì chúng ta lại phải cải thiện bằng cái cách là tức là chế độ ăn như thế rồi thì chúng ta lại phải cải thiện bằng cái cách là tập luyện tăng lên một chút. Thế thì sẽ có những cái chế độ ăn cũng như cái tập luyện tương ứng. Nhưng mà về mặt cơ bản thì chúng tôi thấy tập luyện là như thế này, phải ít nhất là khoảng 1 đến 2 tiếng trong một ngày. Và chúng tôi đánh giá là thế nào là tập luyện được đạt có hiệu quả, có nghĩa là sẽ phải có cái tăng nhịp tim. Khi mà chúng tôi thấy là tập luyện có tăng nhịp tim thì lúc đấy được đánh giá là có hiệu quả. Chứ còn nếu mà không tăng nhịp tim, chúng ta cứ kiểu đi bộ 1 cây số, 2 cây số chúng ta chỉ thấy mỏi chân thôi nhưng không thấy tăng nhịp tim, có nghĩa là lúc đấy chưa tiêu hao năng lượng một cách hiệu quả. Đấy thì đấy là cách dễ nhất để chúng ta đánh giá là thế thì chúng ta tập luyện đã đạt yêu cầu chưa. Thế còn ngoài ra thì nếu đến với các chuyên gia thì chúng tôi chuyên sâu hơn, chúng tôi sẽ có các cái máy móc để đo lường cái mức calo ăn vào, tiêu hao đi, hoặc là các cái mức mỡ rồi các cái thành phần của cơ thể khác. Vâng ạ, nhân những lời của tiến sĩ Trần Khánh Vân chia sẻ là những cái phương pháp tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng của chị Lan thì cũng đã có tác động rất là tích cực. Vậy thì không biết là với cái triệu chứng về xương khớp của chị, đấy là triệu chứng mà dễ nhận thấy nhất, thì không biết là sau cái quá trình cân đối dinh dưỡng cũng như tập luyện thì những triệu chứng xương khớp của chị đến giờ đã được cải thiện hơn hay chưa? Cái xương khớp của mình là cải thiện đến 7 đến 80%. Tức là trước đây là mình không thể ngồi được 3-4 tiếng liên tục. Và đến bây giờ thì mình cả ngày không có vấn đề gì cả, nó chỉ hơi còn mỏi lưng một chút thôi. Còn mình nghĩ là để mà khỏi được hẳn thì nó với mình ở cái tuổi này rồi ý, mà cái thoái hóa đốt sống lưng như thế thì để mà khỏi hẳn thì chắc là nói là khó. Thế tuy nhiên là mình cũng sẽ tiếp thu cái ý kiến của tiến sĩ Vân về cái việc là nên gặp một bác sĩ dinh dưỡng để có thể là tư vấn thêm về cái chế độ, cả cái quá trình giảm cân và điều chỉnh của mình vừa qua đã hợp lý hay chưa. Mặc dù là kết quả là cũng chỉ là cái kết quả mà mình nhìn thấy về cân nặng thôi, còn tổng thể về sức khỏe, về nhiều thứ khác nữa thì mình sẽ phải tiếp thu cái vấn đề đó để mà mình áp dụng không những cho mình rồi cho cả những người thân trong gia đình mình nữa. Ở đây thì chúng tôi cũng phải góp ý thêm một cái điểm, tức là bạn ấy có nói rằng là ngồi 3-4 tiếng thì chúng ta không nên như vậy. Khoảng 1 tiếng thì chúng ta nên đứng dậy để vận động, để cho không phải chỉ có để giảm cân mà cái máu huyết trong cơ thể nó được lưu thông, nó sẽ tốt hơn. Và bên cạnh đấy thì cái việc mà trong cái quá trình mà bạn ấy, chúng tôi đánh giá là với các cháu mà trẻ em ý, mà ngồi liên tục 120 phút một ngày ấy, ở cái chế độ làm việc tĩnh tại ấy, thì cái nguy cơ bị thừa cân béo phì đã tăng lên 2,4% so với các cháu mà có cái thời gian tĩnh tại dưới 120 phút một ngày. Cho nên nhân viên văn phòng thì bị một cái hạn chế là phải làm việc tĩnh tại thường xuyên. Thế nhưng mà chúng ta có thể thay đổi bằng cái cách là chúng ta có thể đứng lên, vươn vai rồi chúng ta thay đổi tư thế, không nên ngồi lâu ở một tư thế hoặc là làm việc tĩnh tại trong một thời gian dài như vậy, ngồi trước màn hình lâu như vậy. Một cái nữa đối với lại cái cột sống của bạn ấy là bạn có thể tham gia một cái bộ môn nữa, đấy là yoga. Yoga là một cái bộ môn mà nó làm cho giãn cơ, mặc dù là cái năng lượng tiêu hao trong yoga thì không nhiều như là bơi lội, thế nhưng mà nó làm giãn cơ thì nó sẽ làm giảm các cái áp lực đối với các cuộc sống, nó sẽ giảm được các cái ảnh hưởng tới các cái địa đệm mà có thể xô lệch các cái địa đệm, thì nó cũng có thể cải thiện được cái tình trạng đau cái cuộc sống. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trần Khánh Vân ạ. Vậy thì không biết là một nhân vật đã có một cái câu chuyện là giảm cân và cân đối lại dinh dưỡng rất là thành công, không biết là chị Thu Lan có chia sẻ thông điệp gì đến với quý vị khán giả, nhất là những người mà đang có cùng mục tiêu như chị ạ? Qua cái kết quả vừa qua của mình ý, thì mình đầu tiên là mình cũng rất là mong muốn là đâu đó có những ai mà tầm tuổi như mình hoặc là nhiều hơn, ít hơn thì cứ mạnh dạn một lần thử, quyết tâm chinh phục chính bản thân mình. Vì mình nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi của mình ý, thì nó có thể là sẽ chậm hơn mọi người thôi, còn vẫn có thể làm được. Còn thông điệp mà mình muốn truyền tải tới tất cả mọi người sau cái chế độ dinh dưỡng mình đã áp dụng ấy, thì mình rất là mong muốn là thay bằng cái việc mà phải truyền nước khi bị ốm ấy, thì ngay lúc này thì ta sẽ thực hiện cái việc mà uống nước đúng đủ đều mỗi ngày. Và thay bằng cái việc mà phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì hãy ăn những cái gì mà cơ thể của chúng ta cần, chứ đừng ăn những cái gì mà chúng ta muốn. Rất cảm ơn những thông điệp của chị Lan ạ. Hy vọng là tất cả những quý vị khán giả đang có mục tiêu là giảm cân và có một sức khỏe thật là tốt thì đừng chần chừ nữa, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay có một lối sống lành mạnh cũng như là một cách ăn uống thật là khoa học. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì Mỹ Linh xin phép được công bố đáp án của câu hỏi tương tác số 2 của chúng tôi. Dòng sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 của Herbalife Nutrition có những hương vị nào? Và đáp án đúng của chúng tôi đó là tất cả các đáp án. Đó là tất cả các hương vị, hương vị vani, hương sô-cô-la, hương chanh, hương bạc hà, hương bánh quy và kem, hương sô-cô-la, hương bạc hà sô-cô-la, hương dâu, hương vani. Xin được chúc mừng các vị khán giả đã trả lời đúng câu hỏi tương tác của chúng tôi và sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo. Trong cuộc sống, chúng ta có quyền lựa chọn. Sức sống là một lựa chọn. Sức khỏe là một lựa chọn. Dinh dưỡng lành mạnh là một lựa chọn. Hãy chọn Herbalife Nutrition, thương hiệu số 1 trên thế giới về quản lý cân nặng và sức khỏe, được hàng triệu người dùng và các vận động viên hàng đầu tin chọn. Chọn dinh dưỡng lành mạnh, chọn Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition. Thời lượng của chương trình của chúng tôi đã trôi qua thật là nhanh với những câu chuyện rất là thú vị đến từ chị Nguyễn Thị Thu Lan cũng như là chuyên gia tiến sĩ Trần Khánh Vân. Một lần nữa, mong là quý vị sẽ có cho mình một ý thức thật là tốt đối với sức khỏe của chính bản thân, để có cho mình một chế độ dinh dưỡng thật là lành mạnh cũng như một chế độ sinh hoạt thật là khỏe mạnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn tiến sĩ Trần Khánh Vân cũng như là chị Nguyễn Thị Thu Lan đã dành thời gian cho chương trình. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.